Mình xin chào tất cả các bạn đã đến cái video chiến đấu với cả City Hack của mình nha. Chiến đấu với cả quỷ đầu loa, quái vật đầu loa các bạn ạ. Nó có mã số là SCP-6789. Hiện tại là bây giờ bên ngoài đang là bọn Silent Head, Dark Silent Head các bạn nhé. Mấy con này bị ngáo ra các bạn ạ. Từ từ anh em. Bây giờ mình sẽ ra mình sử dụng cái thanh kiếm ánh sáng này để mình chém vào mông nó để xem nó có tèo hay không. Ok, nhảy lên. Piu. Boom. Xong. Ok, chết rồi. Nó cho mình ngáy họ luôn rồi. Ok các bạn, thì ở trong trường hợp mà nó tẩn mình mạnh như vậy ấy, vừa chạm vào người nó phát chết luôn thì á, thì mình sẽ tặng cho nó một vài những cái quả tên lửa. Ủa, vai trưởng ở đông này. What the hell, ngày hôm nay bọn Silent Head Duck nó tấn công cái cổng thành của mình, phải gọi là vai trưởng luôn. Nó rất là đông các bạn ạ. Và nó có những con Duck Silent Head nó bị kiểu như là bị tiến hóa hay là bị nhiễm sắc tố màu da. Úi giời, bây giờ nó thành những cái màu da rất là dị luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ biếu tặng nó một vài quả tên lửa đất tối không và không đối đất. Thì là đây bây giờ. Từ từ. Ui, what the hell, nó mò lên rồi anh em ạ. Nó mò lên đây rồi, từ từ anh em. Để mình phải triệt hạ con này trước đã thì mình mới triển khai hệ thống tên lửa này được. Ok, bây giờ súng này khoan thua. Ok, chúng mày khoan thua thì chúng ta sẽ phải sử dụng súng khác thôi. Đây, mình sẽ rơi súng này. Mày chết rồi con. Úi giời ơi. Hỏng rồi, nó tấn công mình rồi, không ổn rồi anh em ơi, nó dồn mình vào đường cùng rồi anh em ạ. Thôi chết, hết đạn rồi. Hết đạn rồi anh em ơi. Toi, nghéo rồi, ôi rồi, what the hell. Rồi, hết đường luôn. Nó đang ở trên đầu mình, hình như nó đang đánh rắm các bạn ạ, nó ỉa phát vào đầu mình, đau quá. Ui, what the hell. Mạnh. Ui, mình đang thải thức độc vào người, từ, nó không thể làm gì được mình luôn. Bởi vì mình đang ở trong một cái ngách rất là nhỏ. Nó đang ở ngoài và nó định tấn công mình từ từ anh em. Đây rồi. Đâu nhỉ? Súng nào mới có thể tiêu diệt nó ta? Súng nào mới có thể tiêu diệt nó bây giờ? Súng này được không ta? Thử đi. Ôi ôi, viện trưởng bắn. Rồi xong. Như vậy là mình đã sử dụng cái súng hạt nhân này để mình chiếu thẳng cái năng lượng cực kỳ mạnh vào người nó. Cái năng lượng này mình không biết là lấy từ nguồn pin, hình như trong này có cái súng này nó có pin rất là mạnh luôn, nó tụ hợp một cái năng lượng mạnh vãi trưởng luôn, nó bắn ra phát ra hết đi luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ triển khai. What the hell, về vãi trưởng các bạn ạ. Ui shit, súng này quá ổn luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ triển khai khẩu độ tên lửa. Đây là tên lửa hạt nhân và nó là tên lửa hành trình, nó có thể bắn được bất cứ cái mục tiêu nào chúng ta muốn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn một quả bất kỳ này. Chuẩn bị tên lửa hành trình bắt đầu xuất phát nha, bắt đầu khai hỏa. Pew. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vòng lại nha, mình sẽ vòng lại này. Và mình sẽ tấn công con Silent Head ở đây. Sẽ chọn một con Silent Head để xem con nào sẽ ăn quả tên lửa này của mình đây. Ok, ok, từ từ mình sẽ quay lại một chút. Quay. Đây con này gần mình. Boom. Như vậy là con quỷ đầu loa Dark Silent Head đã bị mình tiêu diệt nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy một loại vũ khí khác. Thì ở đây mình giới thiệu các bạn đây một loại vũ khí, đó chính là quả bom. Thì là quả bom này ấy, nó sẽ thu cái nguồn điện từ trên trời này các bạn này. Đấy, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu ý mình không? Nó sẽ thu cái nguồn điện từ trên trời này xuống. Tức là những cái đám mây này, khi mà cái gió mà nó va chạm với mây thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn điện rất là mạnh luôn. Cho nên là cái quả tên lửa, cái quả bom này thì nó có nhiệm vụ là thu hút cái nguồn năng lượng đấy để nó hút về, sau đó bắt đầu nó không biết nó phản ứng như nào, nó nổ một phát, nó khiến cho con Silent Head toang luôn, tan tành luôn. Và nó có kiểu như có cái một sát thương diện rộng và nó có thể làm ảnh hưởng ở những con người khác. Tương tự với anh em, con này nó đang đánh mình như này. What the hell, nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đây rồi anh em ạ. Đúng rồi đây, con này khôn thế nhỉ, hình như bọn sạc Dark Silent Head này nó rất là khôn luôn. Từ từ nó đang dọa mình rồi. Nó đâu rồi ta? Ở đây. Chạy đi con dai. Chạy đi, từ từ mình sẽ xử lý con này luôn. Ok, mình sẽ lấy cái quả tên lửa ấy ra. Mình sẽ không nhân nhượng cái bọn này nữa, ok. Đâu nhỉ? Đây. Mình sẽ rút khẩu. Nó chạy đâu rồi ta? Ui. Ui li shit. Hai con luôn này anh em này. Từ từ mình sẽ đặt một quả bom ở đây nha. Rồi. Rồi bây giờ bọn này nó xuống đây. Rồi, nó xong rồi. Vai trưởng ăn thịt mình luôn. Ôi, what the hell, nó đâu rồi? Quả bom của mình xịt rồi anh em ơi. Đâu rồi ta? Ui, hai con này đang ở đây này. Ôi giời ơi, quả bom phát nổ rồi. Liệu rằng bọn này chết không ta? Chuẩn bị rồi anh em ơi. Bạn nghe tiếng âm thanh chưa?
Boom. Yeah. Như vậy là một con đã hy sinh, nhưng mà các bạn không nhìn được cái quả bom phát nổ như nào, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây. Rồi. Mình sẽ đặt lại một lần nữa. Ok ok, mình sẽ đặt ở đây nha. Mình nghĩ là mình đặt ở đây là con này sẽ tèo đấy. Đấy. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng đi. Nó đang hút cái nguồn năng lượng điện đấy. Ok. Sẵn sàng đi các bạn. Con này chắc chắn đi này. Chắc chắn con này sẽ tèo. Ui, chạy trong nhà ngay. Ấy, camera ghi hình con quái vật khổng lồ. Ui, chạy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Chạy vào trong nhà ngay. Năng lượng điện. What the hell? Rồi nó sẽ tèo các bạn, nó sẽ bị ăn trưởng. Boom. Yeah. Như vậy là con Dark Sun Head nó vừa tiêu diệt mình, nó đã bị trả giá rồi nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rút ra khẩu đội tên lửa để mình tấn công con Silent Head còn lại nha. Ở đây rất còn nhiều luôn này. Đấy, có tận 4 con luôn. Vãi chừng ạ. Ok, mình sẽ bắn con này. Ui, 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 con này tới. Ui, ui, té, té, anh em ơi, té. Ui, 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 giời. May quá, mình trốn trong cái khu rừng này thôi. Ui, hai con là tấn công mình luôn. Tờ heo, nó đang treo lên đầu mình các bạn ơi. Ui, đại gái làm gì đấy, đại gái. Mày chết rồi con. Nào, mình đang chơi cái trò trốn tìm mày nói sao các bạn ạ. Ẩn thân chi thuật, ẩn đấy. Này, đố người bắt tờ tao đấy, đố người bắt tờ tao đấy. Này, chín đi, vào đây. Từ, phanh. Ok, chém luôn, ok. Từ, mình sẽ giật điện nó, mình muốn giật điện nó. Ok. Mày chết rồi con. Chết thì cưng. Chết này. Chém này. Yeah, ok. Xoài, vãi xoài. Rồi, xong. Ok, nói chung là vừa rồi là mình kiểu như là mình giả vờ để cho nó ăn. Mình cố tình cho nó ăn thịt thôi. Để cho các bạn biết là khi mình bị sai này hết đắc nó ăn thịt ở ngoài như thế nào thôi. Còn bây giờ bắt đầu mình chiến đấu này các bạn này. Ok, mình sẽ rút ra khẩu đội súng siêu mạnh. Súng bắn thua, súng bắn bé quá. Xoài, vãi xoài. Ok các bạn, mình sẽ thử sử dụng súng này nha. Một viên. Ôi, nó không chết. Hai viên. Tại sao nó không nổ nhỉ? What the hell? Nó không nổ anh em ạ. Đấy là đấy súng khác. Holy shit. Mấy con súng đẻo rồi. Xoài. Xin chưa? Nhưng mà không chết bạn ạ. Cái gì đấy? Nó bắn ra cục gì đen đây? Không biết cục này phát nổ không ta? Nó như quả mìn các bạn ạ. Ok, có quả mìn đấy anh em ạ. Mình bắn thêm mấy quả nữa nha. Nhưng mà hình như bắn không tới nào ấy. Ui. Cái quả này nó như kiểu quả thuốc độc thì hơn, chứ không phải quả mìn nữa anh em ạ. Ok, đây rồi. Úi giời, kinh chưa? Ấy, so tận mông luôn này. Toàn, uầy. What the hell? Holy shit. Nhưng mà nó không chết anh em ạ. Điện giật như thế mà nó không chết thì chứng tỏ bảo xin thì hết này nó không sợ điện rồi. Ok, chúng ta sẽ sử dụng minigun. Bắn nó nha, minigun. Rồi, tỉa đó. Ok các bạn, tiện. Mãi mà nó không chết thì thôi mình sẽ phát nhá. Ui, quả tên lửa bắn kinh không? Xoài, kinh chữ ủa ơi. Kinh phết anh em ạ. Cái quả tên lửa này bắn ra nó làm lan tỏa những cái kiểu như là cái năng lượng nóng ấy. Xoài. Ui ơi, kinh chưa. Bọn này không tèo à anh em? Mình sẽ lôi ra nhé. Bọn này nó cứ trụ vào đây là sao nhỉ? Nó cứ dính liền với nhau là sao? Mình sẽ lôi ra để xem cái sức mạnh của nó thế nào. Mình muốn tấn công nó khi mà nó đang di chuyển. Trời, chạy, không đùa được. Không đùa con quỷ được. Ok, mình sẽ... Mày chết này. Mình sẽ lấy cái súng nọ thần này mình bắn nó nha. Bướng này cưng. Ui, chạy. Chạy thôi anh em ơi. Ui, nó đây này. What the hell, con này khôn thế. Rồi. Đại ca, mình sẽ lấy cái khẩu súng này ra. Ây, khỏi được anh em ơi. Mày chết. What the hell, nó không làm sao hết rồi. Ui, trầu lắm các bạn ạ. Ok, mình sẽ lấy một quả bom này ra nha. Đây, mình nghĩ này sắp tèo rồi đấy. Rồi, xong. Như vậy là nó đã đi rồi các bạn nhá. Ôi, có một con nữa này. Có một con nữa này. Yeah, mình đã tiêu diệt nó rồi. Ok, tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ đứng ở vị trí này.
và mình sẽ bắn cái con quỷ đó nó ở trên này nhá, bằng một cái tên lửa hành trình. Đây, mình sẽ lấy tên lửa hạt nhân này ra. Các bạn hãy để ý này. Piu, bạn thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại này. Ngắm thẳng vào đầu luôn. Boom! Khói bay mù mịt luôn các bạn ạ. Như vậy mình đã tiêu diệt được con rồi nhá. Ok, tiếp theo đến con quái vật này. Bây giờ mình sẽ ngắm bắn nó. Đây, nó có chế độ ngắm bắn này. Piu! Boom! What the hell? Quả này bắn thì ối rồi luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là mình đã tiêu diệt thành công Siren Heat rồi. Nó đã bị tèo, các bạn nhìn này. Bây giờ khi mà mình cái trận chiến này nó diễn ra, khói bụi bay mù mịt luôn. Và cái quả bom này mình chả hiểu nó quả bom gì luôn. Từ bây giờ nó không phát nổ này. Mình sẽ đập thử nhá. What the hell? Mình chiến đấu hết rồi mà nó còn chưa phát nổ luôn. Con này phế vật quá. Ok, mình sẽ thử bắn ngay và nó xem nó có trúng đạn không. Đạn nảy ra các bạn ạ. Ok, mình sẽ thử đặt quả bom C4 ở đây đi để xem nó có nổ không nhá. Đây, đặt thử quả bom C4 nào. Ok, kích nổ này. Ủa, không phát nổ luôn ạ, vãi trưởng ạ. Hay là cái quả bom này khi nào mà có quái vật dẫm lên thì nó mới phát nổ nhỉ. Mình nghĩ như thế các bạn ạ. Ok, không biết là còn quái vật nào khác hay không đây. Ủa, hình như mình vừa phát hiện ra bọn quái vật đầu loa. Ui ôi, si thì hết quát rồi. Cái si thì hết gút các bạn ơi. Chạy, mình từ từ mình nừa nó vào đấy. Ủa rồi, xong chưa kịp làm gì hết. Mình hơi chủ quan nha các bạn. À, con này nó dẫm vào quả bom này. Nó dẫm vào quả bom nó không sao hết luôn này các bạn này. Vai trưởng ạ. Từ từ anh em, từ bên chúng ta phải rút súng ra thôi. Đâu nhỉ, súng nào có thể vờn nó một tí đây. Ui, what the hell. Súng này mạnh vãi trưởng luôn này các bạn này. Nhưng mà nó hết đạn rồi. À đây là nạn đạn. Úi giời, bị phết. Mình sẽ thử súng khác nhá. Súng này súng gì đây nhỉ. Ok, mình sẽ thử lấy súng này mình bắn thử xem. Nhưng mà không bắn được này. Mình sẽ thử dí gần xem nhá. Không có tác dụng với cả quái vật đầu loa. Như vậy là súng này phế vật rồi anh em ạ. Súng này không bắn được nha. What the hell, không bắn được các bạn ơi. Mình sẽ lấy súng khác. Đấy, à không, súng này xem nào. Úi giời, úi giời, úi giời. Súng này nổ, bắn đạn nổ. Nhưng mà cái đạn nổ của nó cứ bé bé cái gì các bạn, nó còn thua rồi. Đấy, súng mới. Bắn chưa? Đấy. Súng xịt các bạn ơi. À cái này như kiểu cái khoan đấy các bạn ạ. Cái này không ăn thua rồi, không đánh được nha. Ok, mình sẽ lấy thử súng này đi. Súng này hơi mạnh. Đây, súng này. Đấy, chưa. Mình đang xoáy ốc vào người nó đấy. What the hell. Năng lượng cực mạnh luôn mà nó không làm sao hết cả. Woo. What the hell, rồi xong luôn. Vai trưởng. Cái súng này khỏe vãi trưởng các bạn ạ. Từ từ anh em. Nhìn nhá. Đấy. Nhưng mà hết bố đạn rồi. Hết đạn rồi. Bây giờ mình sẽ thử thách là đâm đầu vào con sàn hết này để cho nó ăn thịt mình. Sau đó mình sẽ rút lại khẩu súng ra cho bạn xem nhá. Ok, rồi xong nó ăn thịt thì luôn. Ấy. Nó ngoáy cái đầu chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra và mình sẽ rút khẩu súng này ra nha. Đâu nhỉ? Cái khẩu súng vừa nãy ở đâu ta? Không muốn lấy nó là khẩu nào nhỉ? Tìm khó vãi hàng. Đây ngoài, ok, mình sẽ thể hiện cho bạn xem. Ok, đây. Ok, chiến đấu nhá. Ấy, chiến trường rồi. Vãi xoài. Có thấy chưa, cái năng lượng tia laser đấy. Nó chiếu vào này, what the hell. Mạnh vãi. Rồi, qua tởm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Bye bye, yêu tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, bye bye.